tốt nghiệp ngành kinh tế, tôi không làm việc văn phòng gì, ngồi phòng giá bước là nhức đầu, đành chọn giải pháp đổ mồ hôi. Đó là câu trả lời bóng hỉnh của Phạm Minh Thông 1996, khi được hỏi lý do vì sao một chàng sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế thẩm định giá bước, trường Đại học Kinh tế Đô thị Hồ Chí Minh lại chọn thực tập về nông nghiệp tại Exvin. Đất nước với khí hậu và địa lý khắc nghiệt, nhưng lại có nền nông nghiệp tiên tiến nhất nhân loại đã lôi cuốn chàng trai quê Bến Tre xuất thân từ gia đình làm nông kiểu truyền thống, ngay từ lần trước tiên tò mò. Trở về nước sau một năm thực tập tại nông trại ở Exvin, Phạm Minh Thông chia sẻ nhiều câu chuyện lôi cuốn. Nói về quyết định có phần khác tầm thường so với những bạn cùng tốt nghiệp trường kinh tế khi ấy, Minh Thông chia sẻ. Có rất nhiều bạn thắc mắc mình học quản sở tế mà đi tu nghiệp nông nghiệp làm gì, mình chỉ mỉm mỉm cười nghĩ, nông nghiệp với quản sở tế đâu có đối lập nhau. Ngược lại, nông nghiệp còn mang lại hiệu quả quản sở tế cao nếu biết áp dụng công nghệ và tính toán hợp lý. 3 năm trước, khi lần đầu đọc Quốc gia khởi nghiệp, mình đã mê mẩn những thành tựu mà Exvin đạt được, ấn tượng nhất là sự thần kỳ trong nông nghiệp, từ đó mình dồn cặp tò mò nhiều hơn về nông nghiệp công nghệ cao. Mình bắt đầu nhập cuộc nhiều khóa học về nông nghiệp công nghệ cao. Cuối cùng là quyết định thanh lịch Exvin thử sức để hiểu được điều gì đã giúp cho đất nước này tạo nên được kỳ tích như vậy. Mình kỳ vọng khi về, bạn dạng thân sẽ trưởng thành và có nhiều cơ hội khởi nghiệp thành công. Hơn một năm trước, để có 40 triệu làm thủ tục thanh lịch Exvin thực tập, Minh Thông đã tìm đến nông trại chuối của một người anh xin làm công nhân và phụ bán chuối. Mình làm mọi thứ ở nông trại pha, từ chăm cây con, trồng cây, bốc giác, cắt chuối đóng thùng, giao hàng chuối giống, hỗ trợ làm đất cho nông dân. Vì không muốn mượn tiền ai và nhà cũng không khá giả gì nên mình gắng làm mọi thứ miễn sao không vi phạm đạo đức, điều khoản để có tiền cho chuyến bay. Mình là con nhà nông chính gốc ở Bến Tre, năm nhất đại học đã thoát ly khỏi gia đình, tự lập tất cả 100%, chưa xin bố mẹ đồng nào. Mình đi sắm sửa xuôi ngược, trên xe lúc nào cũng trang phục và gấu bông hàng bán, rồi nhiều lần bị hăm dọa lừa lọc tốt nghiệp đại học, mình không vào văn phòng làm gì thấy ngồi phòng máy giá bước là nhức đầu, nên chọn giải pháp đổ mồ hôi. Tích góp đủ tiền làm thủ tục đi thực tập ở Exvin, Phạm Minh Thông kế tiếp hành trình đổ mồ hôi nơi xứ người. Những giọt mồ hôi mặn đắng nơi xứ người. Không chỉ đơn thuần là một khóa thực tập để lấy điểm, thanh lịch Exvin, Minh Thông và những thực tập sinh như anh phải làm việc như một người nông dân thực thụ ở các nông trại. Học được gì, họ phải ứng dụng ngay trên thực tế. Giọt mồ hôi mặn đắng nơi xứ người, câu chuyện của chàng trai trẻ khiến nhiều người suy ngẫm. Ban đầu, chàng sinh viên vừa ra đi ghế giảng đường đại học không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí chán nản vì không chịu được áp lực. Mỗi ngày mình phải làm việc 10 tiếng đồng hồ, vác buồng chuối nặng trĩu 40-50 kg. Đến mùa đông, sắn sủa dậy đi làm là cực hình vì tiết trời bút giá bút 8-10 độ cờ, có khi mưa đá nữa. Đầu tiên cũng khó khăn, cũng ngại, cũng nản, muốn bỏ về, nhưng rồi chả có gì nghiêm trọng cả, làm mãi thành quen. Bây giờ có thể vác chuối 2 dai 2 buồng, buồng mấy chục ký, trời nóng giá bút gì cũng không vấn đề. Một tô cơm nguội, đổ nước giá bước vào mình vẫn ăn ngon lành cho no bụng, cho xong xuôi bữa, rồi làm việc. Ngày bọn mình tốt nghiệp, theo của Arop Tudit phát biểu, tiền và các khoản đầu tư có thể đến rồi đi, nhưng điều động lại mãi là hưởng thụ và tư duy của các bạn. Thành bại tại tư duy. Ông dặn, các bạn được đào tạo không phải để về đi xin việc, Exvin đào tạo để các bạn về nước để vận hành cơ nghiệp của mình, nhất là ở quê nhà hoặc những nơi xa xôi hẻo lánh. Mình nghĩ, còn trẻ thì phải mạnh dạn xả thân vì nó sẽ cho chúng ta những hưởng thụ không đâu có được. Thất bại là tốt, sẽ cho chúng ta quãng sợ nghiệm để xây dựng lại. Câu chuyện về hưởng thụ đáng nhớ của Minh Thông trong suốt một năm thực tập ở Exvin đã thực sự lôi cuốn sự dồ cập và truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ. Dù phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, làm việc quần quật từ sáng sủa sớm đến tối mịt trên nông trại, nhưng chàng trai Bến Tre cảm thấy rất vui và xứng đáng. Minh Thông cho rằng, dù phải dốc kiệt sức lực, nhưng đổi lại mình được rèn luyện, học hỏi. Còn trẻ, trí chưa có nhiều thì lấy sức ra đổi vậy.
sau khi học về, mình sẽ nghĩ khác, làm khác. Sau một năm thanh lịch học tập và làm việc tại Exim, Minh Thông được cung ứng kiến thức về phát hành nông nghiệp hiện đại, cách làm quản sở tế nông nghiệp hiệu quả và trao dồi trình độ ngoại ngữ trong môi trường quốc tế. Chàng trai trẻ còn tích góp được 150 triệu đồng, số tiền các chủ nông trại trả công trong quá trình làm việc ở nông trại của họ. Ngoài ra còn rất nhiều quản sở nghiệm, bài học quý giá bước mà không sách vở, trường lớp nào có được, gần một năm ở xứ người, mình nhận ra điểm tầm thường của những ông chủ Exim là rất chủ động, tinh thần tiếp thu và tự học vô cùng cao. Như ở pha mình thực tập, các bố trồng mới nhiều loại cây không phải bạn dạng địa như na, giải. Cứ thị trường có nhu cầu và đạt hiệu quả quản sở tế là họ cho trồng. Nông dân không bao giờ bán sản phẩm trồng ra dưới dạng thâu cho yêu quý lái mà họ tự chế biến, tự đóng gói rồi mới bán. Làm như vậy thì giá bước nông sản tại vườn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Ngoài ra, nông dân Exim làm marketing rất tốt. Ngay cả cách mà cô giá Buto phụ trách đối xử dồ cập với bọn mình cũng làm mình rơi nước mắt khi nhớ về, học tập được nhiều tài năng sống. Cô như là mẹ vậy, lo tới việc nhắc nhở vệ sinh phòng ngủ, nhà bếp, chùi bồn cầu các kiểu. Phòng của người Do Thái rất ngắn gọn gọn gàng, họ rất cần thiết chuyện đó, và luôn nhắc nhở sinh viên. Minh Thông bên phải, mua được mảnh đất nông nghiệp bát ngát 2 hecta để làm nông trại. Số tiền 150 triệu thu thập được sau một năm giác chối 10 tiếng mỗi ngày ở Exim, Minh Thông gửi về Việt Nam nhờ một người anh quen biết mua đất làm nông trại, mong muốn ứng dụng có chọn lọc các kỹ thuật tiên tiến của Exim để làm nông nghiệp tại quê nhà. Anh Quý không phải bà con ruột thịt mà chỉ là người mình quen, đồng đội tầm thường lý tưởng sống và tin cẩn nhau. Mình ở nước ngoài, gửi 150 triệu về, thêm 100 triệu tiền bán gấu bông thời sinh viên, anh cho mượn 50 triệu nữa, đủ để nhờ anh mua 2 hecta đất nông nghiệp ở một buôn bản miền núi thuộc tỉnh Khánh Hòa. Chính Bến Tre cho hay. Hiện tại, Minh Thông đang ngày ngày dồn hết công sức, tâm huyết để gây dựng, phát hành nông trại của riêng mình. Câu chuyện về những giọt mồ hôi nơi xứ người của chàng trai Bến Tre hiện vẫn đang lôi cuốn sự xem xét và truyền được cảm hứng sống, làm việc cho rất nhiều người trẻ.